rất của mình nha. Em hôm nay xin được làm một cái video ngắn để mà giới thiệu về bản thân của em. Thì hổng giờ em cũng coi các anh chị giới thiệu, nhưng mà đó giờ rất là ngại việc mà ngồi trước mà máy quay mà nói như vậy. Thì hôm nay thì dốc hết can đảm để mà làm một cái video để giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Bá Đạt, sinh năm 1992, quê bạn ở Sóc Trăng. Hiện tại thì mình đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em nói sơ qua về công việc và nhận định của em, thì em học sư phạm toán nhưng mà không có đi theo cái con đường này. Thì em sẽ nói được có sơ về sở thích của em. Thì em có đam mê về công nghệ, cụ thể như là về thiết bị điện tử, máy tính, và cũng biết sơ ít một ít về đồ họa, cũng có học một ít về đồ họa, và cũng một cái đam mê nữa là về nhạc cụ sáo trúc. Tại kênh của em là kênh Đạt Nguyễn, kênh đó là kênh chính, kênh đầu tiên của em luôn. Kênh đó thì em làm về chủ đề âm nhạc, về sáo trúc. Một phần là do em hỏi, một phần là em làm kiếm những cái bạn. Em làm video karaoke. Đây là cái kênh thử nghiệm của em. Em đang phát triển một cái kênh về chủ đề kiếm để giải quả ảnh vô màu. Tại cái kênh kiếm của em làm thì đem trong thời gian đi tương tác thôi. Còn video thì mỗi ngày em làm từ 1 đến 2 video nhưng mà chưa có tung ra. Còn con đạt máy của em thì sốc thì trên 1.000 người sốc rồi. Nhưng mà đây cũng thời gian chuẩn bị hai là anh quay đi ngoài thời rất nhiều lần do ngồi nói trực tiếp